Chạy được chứ, bình thường mà. Chưa biết nữa, lặn xong rồi tính. Có chứ, chấm mấy cái chỗ mà chị cắt thịt thôi. Nữ trang không, cô bao trừ thôi, về không cần bao nữa đâu. Xí xong ba tháng cô, 3 tháng ở đây, còn con ở trên Tân An nữa, lên lấy thì nghỉ lâu rồi, con chuyển lên trên kia nữa. Sao là hầu như từ vì chơi có nghệ chứ không làm đi chứ hầu nó sầu lập loan đắp mặt cho chị biết không, mà chị thâu tiền đắp này không vậy, do có cắt thịt thừa, mấy kỳ không cắt, mấy kỳ chưa có thịt thừa để cắt, chờ có thịt thừa rồi. Tụi nào giờ mọc được đúng không? Ừ. Có thể lắm đúng không? Tôi mọc đó.
Chắc lấy bút bi vẽ đằng chùi. Không nghĩ là xăm ấy ha. Đó là mụn gì đó hả? Dạ mụn. Mụn nào cũng đau hết cô. Mụn đá thì cũng đau hơn. Cô thì chịu đau giỏi rồi. Chị hai tia mà. Đây chị xếp bằng nước muối nè. Học phép. Chị Lan ơi, em mời chị mua đồ. Em hồi em chuyển khoản cho chị nhé. Em chuyển tiền cho chị. Để em mượn lần. Chị về nha, cảm ơn nha. Dạ. Kể chị đưa nhiều như cô đi. Chị trộm khải mấy ngày đi bộ xong chị kìa, giờ hai bắp chân nó đau thì tối là đi chị cũng rồi. Mỏi nè đi cầu rồng lại đây. Trời, bữa nay Đà Nẵng đông ghê lắm. Khi ngoài đường kiến đó chị. Dạ, mà thì... Nghe anh Bi nói cho chị cũng không đi nữa. Thì anh Bi nói á, Bi đi từ nơi về đông quá mù quá. Đi mà đi cái giờ họ phun lửa đi không được đâu. Ngày em mà cố gắng à, lên lỏi để xuống dưới chân cầu. Mô, ông không có đi nữa. Đó chị hả? Ừ. Thôi chị đứng ngay cái cổ của hắn cổ của đầu của ông kia chị vui vậy sợ rồi lửa phun một phát ông nhắm mắt nhắm mũi nhắm nóng cái hơi á nhưng mà quả đầu tiên ông giật mình để vui dễ sợ sau đó sau chị quay thì quen rồi quen quá rồi có nhắm tít luôn đã đầu hơn nhắm tít mà ai cũng bật cười á nóng mà sợ nhắm tít là đành tít là đúng rồi tít luôn á đặt tay nhìn đứa còn la con họ. Đây là đặt tên hắn là Bít. Bít còn là chung tên với con người yêu cũ. Vậy luôn. Ừ, riêng con bé nữa ạ, đặt tên xoài, nó để con ra đặt tên xoài trước một tí tháng. Tên xoài xong mình ok, sẽ đặt tên Bít. Thế xong rồi đặt tên, nói chung nhiều tên lắm, trong rồi nó trùng hết trơn á, rồi Putin, tùm lum thứ. Đến khi là vô Facebook nó thấy năng biết tiếp biết chứ cho mình vô chỗ thành tiếp người yêu cũ của ông hề à em cái thằng đầu tiên á con nó tên biết cũng quan tâm ghê thì còn rất là Hà là cáo già rồi. Dưới đang lâu rồi nữa, mua quần áo của em. À, em mua luôn. À. Xong là nó không biết em với thằng nữ. Tên khi xong đi đi về lớp, học lớp đồ nữa, đi xe chung á, mấy đứa cứ chọc gì á. Ừ. Còn nó biết á, chứ còn nó không biết mò, nó mua em mấy năm, nó không biết. Nó chỉ hết trơn biết. Tự dưng mấy thằng ngu kỳ, tự dưng kêu có số người, đồ kiểu các thứ chọc mình kia, vì trong kia cái xe toàn bạn thân với nhau cả, nhóm nhà em là cùng bạn với nhau á. Ừ. Cái tập là kiểu là số sướng mà được hưởng rồi nọ thứ đó kìa nó bóng nó giống đó. Ừ. Đó nó đáng lẽ cái chỗ đi là của này đi đồ cái thứ đó kìa gì làm gì á là con nữ biết liền mới hỏi lại ngược lại sợ em biết mấy cái thằng luôn phát im hết luôn liệt phát này im luôn phát, im. Cặp mắt chị lon liếc mới ghê này mình giấu rồi mình nhảy mắt chị nhìn rồi. Một phát là tự nhiên là mấy chuyện hơi bị ác xí
Nhìn rồi, khi mà có việc chê mà chị nhìn một cái là phải sợ liền luôn. Bé nó nhỏ xíu à, 2 năm 2000, 2001.